Làm việc trái với lương tâm. Hay quá, chiều nay thầy Jack đi vắng nên tha hồ mà thực hành thêm nữa. Hộp bánh to quá. Chào cháu bé, tối nay ở trường tổ chức tiệc nhập học cho các em học sinh khóa mới và đặt bác làm chiếc bánh kem cỡ lớn này. Dạ, thì ra là bánh kem ạ. À. Ừ, đích thân vợ chồng bác làm bằng kem tươi và trái cây đấy. Để xem phép có công hiệu đến đâu nè. Quá công hiệu luôn, nhìn khúc gỗ tròn quá đẹp. Sao mãi mà không thấy cây nấm hương nào thế nhỉ? Buồn quá. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Chị em mình định nấu món súp nấm mà mẹ yêu thích. Mà giờ chẳng tìm được nấm. Thấy treo hai chị em kia một chút cho vui. Các bạn ơi, nấm hương ở bên này cơ mà. Nhiều lắm. Ôi, đúng rồi. Bao nhiêu nấm kìa. Chị em mình cứ mãi nhìn bên này không thấy. Cảm ơn bạn nhé. Thích quá. Tuyệt quá chị ơi. Vậy là chúng ta có thể nấu súp cho mẹ rồi. Cái trò biến hình này hay quá là hay luôn. Tiếc là không được chơi nữa. Phải về trường trước khi thầy Jack đi công chuyện về. Ông cụ đang câu cá mà lại bỏ đi đâu vậy? Xem nào, biến hai con cá này thành gì nhỉ? Thành hai cục đá đi, chắc ông cụ sẽ phải tức điên lên cho mà xem. Con đang làm gì ở đây, Jin? Con... Giờ học mà con lại trốn trường lang thang ra tận đây. Mà ta đã nói, các con ra ngoài không được mang theo đũa phép thuật cơ mà. Con giấu giếm gì hả? Con đang dùng phép biến hình. Sáng nay học giờ lý luận của cô Rose quá chán, nên con dở quyển phép thuật ra coi. Thấy phép biến hình hay quá nên con tự mày mò. Cái con bé nghịch ngợm này, phép đó không phải cho con học tùy tiện thế nào cũng được đâu. Thế rốt cuộc con đang định làm gì với xô cá kia? Đó là xô cá của một ông cụ. Con đang định biến hai con cá ấy thành hai cục đá. Ông ấy sẽ tức điên lên cho mà xem. Sao con không làm điều ngược lại, là khiến cho ông cụ vui sướng? Giờ đã là chiều xế, dạo này sông khan cá. Ông cụ câu cả ngày mà chỉ được hai con rô bé xíu kia. Con xem này, hãy chứng kiến niềm vui của ông cụ nhé. Ôi, kỳ diệu quá, con cá chuối to quá. Đúng là ông trời đã thương ta. Có con cá to này, về nấu súp cho bà lão ở nhà ăn rồi. Bà ấy đang ốm, mà ăn súp cá thì sẽ khỏe lên nhiều đây. Món súp cá của ông lúc nào cũng rất ngon. Bà ăn nhiều vào cho mau khỏe nha. Thầy ơi, nhìn ông bà lão vui như thế, con cũng thấy vui lây. Niềm vui lan tỏa mà, cho đi niềm vui, con sẽ nhận được lại nó. Thầy ơi, thật ra chiều nay con đã gây ra nhiều chuyện rắc rối, với phép biến hình lắm, thầy giúp con với. Bạn ta đây rồi, đúng là con bé nghịch ngợm này rồi. Con làm gì với chiếc bánh kem người giao bánh mang đến mà nó biến thành khúc gỗ? Lúc đi vào trường, bác ấy nói gặp một cô bé tinh nghịch là ta nghĩ ngay đến con rồi. Bây giờ trường tổ chức tiệc, mở hộp bánh ra, thật bé mặt, còn bao nhiêu phụ huynh học sinh nữa chứ? Con... Bạn chỉ chúng tôi những cây nấm kiểu gì vậy? Mà khi chúng tôi nấu súp cho mẹ thì thấy lổn ngổn toàn lá cây khô thôi à. Bạn thật ác quá đấy. Tớ là do tớ đã biến lá khô thành nấm. Jin đã dùng phép biến hình mà không suy nghĩ trước sau nên mới gây ra phiền toái cho mọi người thế này. Về phần nấm hương, các cháu hãy qua nhà ta lấy nhé, ta dự trữ được một ít. Cô đừng lo, bây giờ tổ chức tiệc vẫn kịp, phép biến hình chỉ có tác dụng trong nửa ngày thôi, bánh kem sẽ trở lại là bánh kem. Con còn chưa xin lỗi mọi người đi à? Đã thấy thói nghịch ngợm của mình gây ra bao nhiêu phiền toái cho người khác chưa? Con sẽ bị phạt nặng đấy. Con biết lỗi rồi ạ. Con xin lỗi cô. Tớ xin lỗi các bạn.
Đúng là một ngày xui xẻo mà. Thầy ơi, thầy đừng phạt con nặng quá. Con hiểu ra rồi, gây rắc rối và buồn phiền cho người khác thì mình cũng chả vui chút nào. Khi có cơ hội, nhất định con sẽ chuộc lỗi với hai chị em cô bé ấy, mang lại cho họ niềm vui như hôm nay thầy mang tới cho ông lão câu cá vậy. Giờ con sẽ về trường thật nhanh để giúp các cô chuẩn bị tiệc chúc mừng các em khoa mới. Con hãy luôn ghi nhớ đấy, nếu được cho đi, hãy chọn niềm vui để mang đến cho mọi người. Và từ nay, chớ có nghịch ngợm và dùng phép bừa bãi như vậy nữa. Dạ, con xin vâng lời thầy. Tấm vải dành cho mẹ. Con đang soạn bài để chiều đi dạy thêm. Mẹ đợi một lát, ba sắp đi làm về rồi, ba giúp mẹ. Ừ. Con đi dạy thêm về rồi đấy à? Mẹ ơi, có gì ăn không? Con đói quá. Con uống tạm hộp sữa cho đỡ đói, đợi ba về rồi ăn cơm nhé. Vâng, con lên phòng nghỉ một lát, khi nào ba về, mẹ gọi con xuống nhé. Ừ, con đi đi. Sáng mai cậu rảnh không? Đi shopping với mình nha. Sao tự dưng Nhi có nhiều tiền thế? Chuyện, mình vừa nhận tháng lương dạy thêm đầu tiên mà. Thật thế à? Ừ, đi với mình nhé, mình qua đón. Ừ, nhưng mình sẽ không mua gì đâu đấy. Biết rồi, bà già khó tính ạ. Muộn rồi, đi ngủ đi con. Mẹ cứ ngủ trước đi ạ. Đến giờ cơm trưa rồi, con còn đi đâu thế? Con không ăn cơm nhà đâu ạ. Hết tháng lương dạy thêm đầu tiên đấy à? Tất nhiên, lần đầu tiên mình kiếm được tiền cơ mà. Mà cậu cũng nhận tháng lương đầu tiên cơ mà. Cậu định không mua gì thật sao? Tất nhiên là mình có mua chứ. Cậu chọn cùng mình nhé. Cô ơi, tấm vải này bán sao ạ? Màu này già lắm. Mình mua cho mẹ mình đó. Lần đầu làm ra tiền mới hiểu được cái vất vả của mẹ bao nhiêu năm qua. Nhi, mình về thôi. Mình mua xong rồi. Cô ơi, cắt cho cháu một tấm vải như thế này ạ. Mình cũng mua cho mẹ một tấm. Mình cảm ơn cậu. Hôm nay không có cậu, chẳng biết mình sẽ vô tâm với mẹ đến bao giờ. Hôm nay về nhà mình ăn cơm nhé. Mẹ mình nấu cơm là số 1 đấy. Ừ. Bức tranh đặc biệt. Mình cũng vậy, mẹ của mình là tuyệt nhất. Bây giờ các em bắt đầu vẽ nhé. Vâng ạ, em Nam, tuần đầu chuyển đến trường mới, em đã quen chưa? Thưa cô, rồi ạ, sao em còn chưa vẽ? Dạ, em vẽ bây giờ đấy ạ. Chúng em chào cô ạ. Chào các em. Hôm nay, cô sẽ trả bài vẽ hôm qua và công bố 5 bức tranh được chọn tham gia triển lãm của trường. Hồi hộp quá, không biết tranh của những ai được chọn nhỉ? Đầu tiên là bức tranh của bạn Ngọc Trâm. Đẹp quá, đẹp quá. Bức thứ hai của bạn Nguyễn Tùng. Bức thứ ba của bạn Ngọc Hà. Bức thứ tư của bạn Minh Hương. Thưa cô, còn bức tranh thứ năm là của bạn nào ạ? Trước khi công bố bức tranh thứ năm, cô có điều muốn hỏi một bạn. Ồ, có chuyện gì vậy nhỉ? Ôi trời, vẽ mẹ sao lại là siêu nhân thế kia?
siêu nhân còn mặc tạp dề nữa, buồn cười quá. Đây thực sự là bức tranh làm cô suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng cô có một câu hỏi cho tác giả bức tranh này là bạn Bảo Nam. À, hóa ra là của thằng Nam Lập Dị. Từ ngày đến đây, nó chẳng chơi với ai cả. Đúng là nó có vấn đề rồi. Cả lớp trật tự. Bảo Nam, tại sao em lại vẽ bức tranh thế này? Thưa cô, em có thể chia sẻ cho cô cùng các bạn được không? Thưa cô, vì em không biết phải vẽ mẹ như thế nào. Không biết ư? Từ trước đến nay, gia đình em chỉ có ba và em. Em cũng đã thử hỏi về mẹ em nhiều lần. Nhưng ba em nói mẹ không còn ở đây với ba con mình nữa. Nhưng ba sẽ luôn bên cạnh con. Ba sẽ cố gắng là người mẹ tuyệt vời của con. Nam à, ba em đúng là một người mẹ tuyệt vời. Và bức tranh của em, cô tin cũng sẽ là một trong những bức tranh gây ấn tượng nhất trong buổi triển lãm sắp tới. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.